Ôi ông ơi, con có quà cho ông đây. Ôi giời, có cái món gì đây? Ôi ơi, hôm trước ông làm kho cá bị nứt cái nồi, thương ông quá. Vâng. Con có cái nồi rất xịn sò cho ông. Cái nồi này là chịu nhiệt này. Ôi giời, không thể nứt vỡ được ông này. Chắc lung ở cái nồi này là nhiệt độ cao mới đảm bảo được. Bây giờ có cái nồi này, bây giờ tôi đun nấu thì tôi sung sướng vô cùng. Con mua từ Bát Tràng mang sang đây cho ông đấy. Các cái nồi khác tôi đun nấu nhiều lắm, thế nhưng mà tôi lại cứ sợ mà cứ nhiệt độ cao là nó lứt, nó vỡ đấy. Cho nên không yên tâm tí nào cả. Tiện có cái món này thì tôi làm cái món chả cầy. Dạ, đun thử vào đây. Ui, món này hôm nay là nhất rồi. Vâng đây, vâng, thế thì là mời anh vào trong nhà xây nước vâng, nhá. Vâng. Vâng. Ơi, xin chào các bạn nhá. Hôm nay tôi được bạn tôi tặng tôi một cái lồi đất chịu nhiệt. Đây là lồi đất sét Lô Đa của Bát Tràng. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn tôi làm một cái món giả cầy mà đun chính bằng cái lồi này. Đó. Cái loại này đun thì các bạn yên tâm. Thì làm mấy cái món giả cầy này thì phải có nguyên liệu là khỉu móng giò nhé các bạn. Thịt lợn ba chỉ, có tiết lợn này, và mắm tôm và nước mắm, mẻ, muối gia vị mì chính, đây là củ giềng, không thì nó thiếu được. Trước tiên để làm món này tôi phải đi thui, tôi sẽ xiên cái này. Các bạn, vì dùng bằng lá chuối khô hoặc là dùng bằng rơm thì nó thơm. Tôi xiên cái này rồi để tôi sẽ nướng, tôi quay cho nó đều lửa nha. Thịt ba chỉ thì các bạn hãy nhớ là ta chỉ làm một mặt thôi. Ta nướng bằng cái mặt bì. Đấy, ta ép nó xuống. Ta sẽ làm cái mặt bì này xuống dưới để ta nướng. Đấy là bắt đầu tôi nổi lửa lên là tôi sẽ cho nó thơm. Các bạn có rơm ấy thì nó thơm theo hệ mùi rơm, nhưng không có rơm thì các bạn hãy nhớ là đi dùng bằng lá chuối. Lá chuối nó cũng rất thơm các bạn. Đây, tôi đốt lá chuối lên. Tôi sẽ nướng hơ lửa. Các bạn nhớ là phải lên có một cái vỉ để cho cái miếng thịt này nó không bị đen. Đấy, các bạn nhìn nha, tôi sẽ nướng trực tiếp bằng cái lửa của lá chuối thì các bạn nhìn nào, nó sẽ mùi nó sẽ thơm luôn mà nó vàng. Đây, tôi đã quạt được cái này rồi, hợp lý rồi. Bây giờ thì rửa đi thì nó sẽ vàng cái bì. Tôi phải nướng nốt cái bên này đã, xong tôi đi rửa thể. Đây, các bạn lại phải lật nó lên nha. Đấy, để cho nó vàng đều đi. Đấy, nướng thịt như thế này cứ rửa lên là nó vàng. Đấy, bây giờ là xong rồi, tôi đi rửa. Rửa đi để cho nó vàng. Đấy, bây giờ tôi đã rửa xong rồi. Các bạn hãy nhớ đây, nó rất vàng, vàng và ngon. Đấy, rửa đi phải rửa sạch các bạn. Cọ nó đi, nghĩa là cọ nó không còn cái đen nào. Nó vàng như này nó sẽ ngon. Cả miếng thịt này cũng vậy. Đây, nó cũng vàng như thế. Rồi. Bây giờ tôi thái cái thịt trước nhá. Đấy. Các bạn nhớ là giả cầy thì các bạn không được lên thái to miếng, thái chỉ vằn vằn này thôi. Vì theo thớ thịt là các bạn là phải thái lại. Đấy, cho nó hợp lý. Đây các bạn nha, tôi sẽ cho luôn vào liều đất để tôi ướp ở trong liều luôn. Các bạn nhớ là khi ta thui rồi nướng lên nó thơm lắm các bạn. Lấy con dao sắc khí á. Đấy, sau đó ta sẽ chặt sau. Sau đó các bạn phải dùng dao to nhá. Đấy. Các bạn chặt vừa phải. Không chặt mỏng quá mà không chặt to quá.
đây là tôi phải chặt riềng này nhá. Bây giờ tôi cho riềng vào cối, giã riềng phải giã bông đi. Bây giờ tôi giã riềng các bạn ơi, cho ít một chứ cho nhiều quá là giã nó bắn. Riềng các bạn phải mua riềng già nhá, các bạn mà mua non quá thì nó hăng, nó không thơm. Chỗ này tôi giã tạm được rồi. Đây các bạn ơi, tôi bắt đầu sẽ ướp nhá. Các bạn nhớ là cái liều đất này tuy nó mộc mạc nhưng nó đảm bảo tốt lắm các bạn ạ. Là không có chất chống dính mà được lung vào cái nhiệt độ rất là cao cho nên nó mới đảm bảo chịu nhiệt được. Không có cái phân tử gì kim loại để ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà giữ được cái hương vị rất là ngon. Các bạn nhớ là từ ngày xưa tới nay là các cụ toàn dùng bằng lối đất nó nhiều. Sau khi tân tiến dần thì mới dùng đến nồi gang. Tôi dùng bao nhiêu các cái chum để tôi đựng rượu. Ôi giời, vẫn thơm ngon lắm các bạn. Cho riềng giã vào đây rồi, tôi sẽ cho tiết lợn vào. Và tôi cho mắm tôm mẻ để tôi ướp vào nha. Các bạn nhớ là chỉ ướp một chút thôi. Còn đến khi nào bắt đầu mà khi các bạn gần bắc ra thì các bạn mới nên cho thêm nữa nha. Đây, tôi cho mắm tôm. Mắm tôm là tương đối đậm cho nên các bạn hãy nhớ là không nên dùng nhiều. Tôi cho mẻ. Đã ngửi thấy mùi thơm lừng lên rồi. Bây giờ các bạn hãy nhớ cho một chút, coi như thế là mì chính. Tôi cho một chút nước mắm nha, để lấy hương vị thơm thôi các bạn. Tôi làm xong rồi, bây giờ tôi ướp vào khoảng 30 phút nha. Các bạn ơi, tôi đã ướp được 30 phút rồi. Bây giờ tôi sẽ cho nồi lửa lên để tôi sẽ đun cái món giả cầy này nhá. Đây các bạn ơi, được cái nồi như thế này thì tôi yên tâm. Tôi đun nấu ở trong cái mang tính chất thủ công là bằng bếp củi mà. Đun những cái mà mua ở chợ thì nó hay bị lứt. Rồi có cái thì có thể chỉ được một lần thôi, có cái thì lại đun lửa chừng nửa to như thế này là nó lại lất nó vỡ. Thế cho nên là không yên tâm. Nếu được cái nồi như thế này thì tôi tin chắc rằng là nấu nướng được nhiều món mà nó hợp lý. Đấy, tôi đun là bây giờ tôi phải đảo cho thật đều để cho ăn mắm ăn muối cho hợp lý thêm nữa này. Nó săn rồi thì tôi mới cho cái nước mà mình phải đun sôi trước các bạn. Chứ các bạn cho nước lã vào là nó tanh. Tôi này thì ngoài nấu bằng bếp củi này ra thì ta nấu được bằng cả bếp ga này, bếp điện này, rồi bếp hồng ngoại này. Đấy, như thế là nó rất tiện lợi các bạn ạ. Ngày xưa các cụ làm cái món đất này nó tựa như làm gốm đấy các bạn ạ. Thế cho nên là lại lung ở cái nhiệt độ cao thì cho nên nó mới chịu đựng được cái sức nóng. Chà chà, lửa to như thế này mà không việc gì đây. Tôi đã xào kỹ rồi, bây giờ tôi chế nước nhá. Đây, tôi chế nước tôi đun. Các bạn nhớ là phải chế bằng nước sôi nhá. Đấy, đậy vung xong rồi tôi đun. Các bạn hãy nhớ là nếu cái này mà đun được hai lửa là ngon. Sau khi đun nửa tiếng sau ta lại phải nghỉ cho 15 phút. Không ta đun tiếp nửa tiếng nữa các bạn thì nó rất thơm ngon. Bây giờ tôi cho một chút tiết vào các bạn. Nếu không cho tiết vào là nó không thành màu.
như thế này là đã chín rồi. Đây tôi mở ra để tôi đơm lên bát nhé. Thưởng thức thì mới biết rằng là nó ngon mức độ nào đây. Đây. Bây giờ cho lược lên nhá. Các bạn ơi, tôi đã làm xong coi như một bát chả cầy đây rồi. Để tôi sẽ mời anh bạn của tôi vào để cùng thưởng thức với tôi nhá. Anh Đạt ơi. Vâng, anh ơi. Nghỉ tay đi, chúng ta đã câu con nào chưa, nghỉ tay vào đây uống rượu cùng với tôi đi, thưởng thức cái món tôi làm đây. Vâng. Ôi, ngon quá. Đây cái món đây là thưởng thức, đây là sản phẩm này đun được hôm nay thì là tôi mở hàng luôn đây. Vâng, ông để con rót. Vâng. Món này có thêm chén rượu trắng của ông nữa thì thôi. Ôi giời. Nhất rồi. Đây, xin mời nào. Rồi. Quá. Anh Dung đi thế nào? Dạ cái sản phẩm hôm nay tôi làm đây. Con xin phép ông nhá. Vâng. Này anh thấy cái món này tôi nấu nướng anh thấy thế nào? Có thơm mà có hợp lý không? Cái món giả cầy con cũng ăn nhiều lần rồi. Tức là con thấy là hôm nay bữa ăn hôm nay nó rất là chất, vì khi mà mới đầu ăn ấy, nó nồng lên nhưng mà hậu vị mình lại thấy ngọt vừa ngậy. Vâng. Rất ngon đúng không ạ? Cái món này là món dân dã của các địa phương, nói thật là ăn chúa tẻ đây các bạn. Chúa tẻ. Đúng là cái từ chúa tẻ. Không món nào bằng. Đây, cái bún này mà chan cái nước này vào thì ăn ngon lắm các bạn. Các bạn ơi, nấu cái món này không tốn gì nhiều thời gian các bạn ạ. Các bạn nên thay đổi bữa. Về cái thời tiết bây giờ thì nó se lạnh một chút. Các bạn nên thay đổi các cái món ăn để cho nó phong phú theo cái hương vị của quê hương. Mà lại rất dễ ăn, mà rất dễ làm. Đun nếu các bạn có được một cái niêu đất này mà các bạn đun thì tôi thấy tuyệt hảo nữa các bạn ạ. Các bạn hãy nhớ thường xuyên theo dõi và ủng hộ tôi để tôi giới thiệu nhiều món ngon với các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và xin chào tạm biệt. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là cái món khỉu chân giò lợn và thịt ba chỉ để ta nấu giả cầy. Đây, trước tiên là thực phẩm chính của chúng ta là khỉu chân giò lợn. Đây. Và một chút thịt ba chỉ. Kèm theo nguyên liệu thì chúng ta, cái nguyên liệu chính ấy là mắm tôm này. Một chút mẻ nữa nhá, mẻ ta chỉ cho vừa phải thôi. Giềng. Đây là một củ giềng, người ta đã chọn củ giềng là già, nó thơm hơn. Và một chút sả. Gia vị kèm theo là có một chút nước mắm này. Bây giờ trước khi để ta đi làm sơ chế cái này á, thì ta phải đem thui hoặc là ta lướng. Nhưng thực tế ra thì đem thui thì ở nông thôn thì mới có rơm để thui. Nhưng ta ở trang trại thì ta có thể ta có lá chuối hoặc là cỏ thơm, hoặc là cái lá ngô phơi khô. Đấy, ta có nhiều cách để làm. Ta phải thui cho nó vàng. Đấy, để nó có cái màu thơm của thịt. Sau đó ta mới đem rửa sạch và ta đem ta chế biến là ta chặt nhỏ ra để ta cho vào nồi ướp. Khi ta ướp thì ta phải ướp vào khoảng độ 20 phút để cho nó ngấm mỗi thịt. Sau đó ta mới đem đun các bạn nhé. Bây giờ trước tiên là tôi sẽ đem đi thui. Mình phải nói thui hay là ta đem nướng. Đấy, nó có hai cách. Ta sẽ mang đi để ta thui nhá.
ta lấy bằng lá chuối khô. Đấy. Đấy, ta đặt vào đây. Đây, ta châm lửa để ta đem thui. Tôi sẵn lá chuối khô. Đây các bạn nhá, nông thôn chúng tôi làm dân dã phải đúng như thế này. Nó phải khói rơm là một, nếu có khói rơm là tốt, hoặc là coi như khói các cái lá như là chuối khô hoặc là cỏ thơm. Nó đặc trưng là vừa ta phải có lửa rồi có khói. Cái mùi vị đó là mùi vị đặc trưng đấy các bạn ạ. Còn thì bây giờ thì nhiều cách các bạn ở thành thị mà làm, các bạn cho vào bếp gà thì các bạn nướng thì nó khác. Ta lấy cái kẹp này, ta quay này, đấy, để cho dưới mới trên nó có đều một màu, xong đem ta đi rửa lại cho sạch. Đấy. Đấy các bạn ạ, bây giờ ta đi rửa thôi. Ta rửa thì cái miếng thịt này nó sẽ vàng luôn. Đấy. Các bạn không lo là nó sẽ bám do mày bám bụi đâu. Sau đó ta phải đi rửa sạch để các bạn ạ, không sợ đâu. Rửa này ta cọ để nó sạch hết. Ta lấy con dao ta cạo. Đây, ta gấp nha, xong mang đi rửa. Đấy, miếng thịt nó đã săn lên mà nó đã chảy mỡ nữa này. Cái này nó cũng săn rồi. Đây các bạn nhìn xem, đấy cạo sạch, nó vẫn vàng và thơm, không có bám bụi mới do nữa. Ta cạo cho nó sạch sẽ. Đấy. Đấy, màu vàng và màu khói, ta rửa nó lại sạch ngay. Nên không bám bụi nữa các bạn. Rất ngon. Đây, trước khi ta phải chặt cái xương trước này. Các bạn nhớ này. Đấy, ta phải tách cái này ra. Lấy dao con tách. Đấy. Ta dựng nó lên, ta lấy con dao. Đây, con dao sắc này thì ta mới chặt được cái xương móng giò này. Đây các bạn thấy chưa? Ta để tạm một xong đã. Đây, có cái thịt mà lúc nãy ta thui đây, ta cũng rửa sạch rồi. Bây giờ ta thái vào. Các bạn không thái to quá mà cũng không thái nhỏ quá. Đây, ta thái vừa vừa thôi. Đây, ta phải cho vào nồi luôn nha các bạn nha. Đấy. Nhưng ta không để to quá kìa. Ta lại chặt đôi. Đấy. Đây, ta làm đã xong. Bây giờ ta sẽ ướp nha. Đây, bây giờ tôi giã riềng nha. Sả là tôi đã chặt nhỏ ra rồi để tôi để vào trong cái bát. Bây giờ tôi đi giã riềng. Đây, ta phải đã dạ xong rồi, nhỏ lắm. Mùi riềng rất thơm. Đó.
Rồi. Xong rồi. Bây giờ ta đi tẩm ướp các bạn nhá. Ta cho mắm tôm nè. Ta chỉ cho vừa phải thôi, chứ mà ta cho nhiều quá nó đậm đấy các bạn ạ. Đó. Các bạn ơi, ta chỉ cho vừa phải thôi mẻ, cho nhiều quá cũng không tốt các bạn. Ta chỉ lấy hương vị thôi. Ta cho một chút muối gia vị. Ta cho một ít mì chính. Ta cho một chút nước mắm. Vì có nước mắm nó mới nó càng dậy mùi thơm các bạn. Chút thôi. Ta cho xả vào. Ta cho riềng vào. Trộn hết tất cả các gia vị vào. Các bạn hãy nhớ là ta bớt một chút riềng. Để khi lúc nào ta gần xong bạc lên thì ta cho lốt. Để hương vị nó càng thơm hơn. Bây giờ là ta đã ướp xong. Khi mà ta ướp để vào 15 phút sau, ta mới cho lên bếp để ta đun. Khi ta đun thì ta sẽ cho độ 3 thìa mỡ này. Tùy theo định lượng của thịt 3 hoặc 4 thìa. Đấy là mỡ lợn đấy. Để cho nó mềm và dẻo và nó thơm. Đấy là nếu như ta cho trước mỡ thì cái gia vị nó sẽ không ngấm được vào thịt. Đấy các bạn nhớ nhá. Bây giờ ta phải để 15 phút, sau đó ta mới bây giờ đi châm bếp nồi lửa để ta bắt đầu để đi nấu. Đấy ta đặt nồi lên nhá. Lửa đã cháy to rồi các bạn ạ. Đây. Đây các bạn nhớ nhá, tôi đã ướp được coi như thế là 15 phút rồi đấy. Đấy ta cho lên để bắt đầu ta sẽ đun. Đầu tiên ta sẽ cho chỉ có một chút mỡ thôi, sau đó để ta chạo nó đi. Đây ta sẽ chế dần nha, ta chế ít thôi, ít một thôi để ta không phải chế một lúc. À. Các bạn nhớ là ta cho nước sôi đi nhá. Ta phải chế bằng nước sôi thì nó mới không tanh các bạn ạ. Nhá, ta cho một chút nha, thịt lợn để cho nó lấy màu cho đẹp nha, một chút thôi. Đấy. Chân giò lợn thì cho lên, chính bởi vì thế ta phải lình vào quãng nữa tầm 40 phút đấy các bạn nha, 40 đến 45 phút đấy. Đấy, ta nấu ra cầy là lình nó đã mềm rồi, màu cũng đã hợp lý. Thì ta về cuối này ta cho lốt cái số riêng còn lại. Để cho về cuối này càng dậy thêm mùi thơm nữa. Đấy, nước đã sánh rồi. Như vậy là được đấy các bạn ạ. Đó. Thời gian đã được rồi, chín rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi bê lên để ta cho vào bát để ta thưởng thức nhá. Đây nhá, tôi mở vung để ta múc lên bát để ta thưởng thức nha các bạn nhá. Thời gian đã chín ngon rồi các bạn ạ. Đấy. Ui giời, lên trên này nó vẫn còn sủi sủi sủi. Đấy, rồi. Các bạn nhìn đấy nha. Rồi. Bây giờ tôi thưởng thức nha các bạn nha. Món này làm coi từ sáng đây. Gia vị đã ngấm đều, rất ngon. Món chân giò ta nấu giả cầy, ăn rất thơm ngon các bạn ạ.
Món này ta ăn cùng với bún á, thì đúng mà nói rằng tuyệt hảo, tuyệt hảo. Đây, tôi sẽ ăn cái này cùng với cái này. Ui, ngon lắm. Các bạn nhớ nha, nếu các bạn mà muốn yêu cầu tôi làm cái món gì thì tôi sẽ rất vui lòng để làm theo ý kiến của các bạn, để các bạn được chiêm ngưỡng thấy. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn món vịt giả cầy. Đây là có món thực phẩm chính đây, là con vịt, kèm theo là sả, nghệ, các bạn nhớ là riềng, không thể thiếu được, mẻ, mắm tôm và mì chính và muối, ớt. Bạn nào ăn cay thì cho nhiều, bạn nào ăn ít cay thì chỉ cho ít thôi. Các bạn hãy nhớ, các bạn trước khi để làm món này thì tôi phải làm cái gia vị này trước, sau đó tôi đem có rơm, tôi thui cái con vịt này lên để cho nó có một cái màu vàng đẹp. Các bạn nhớ nhá, bây giờ tôi sẽ thái cái riềng này ra. Cái món này là không thể nào thiếu riềng được. Các bạn thái mỏng rồi giã nó mới dễ, vì riềng nó rắn. Đây, trước tiên là các bạn hãy nhớ là tôi phải đem giã cái riềng này ra. Về phần riềng thì có thể các bạn giã một lửa là giã dối. Đấy, một lửa thì các bạn giã nhỏ. Chỗ phần này là tôi giã dối nha. Đấy, còn cái phần mà giã nhỏ thì tôi ướp, tôi để lên trên. Đây, phần này tôi đã giã rất là nhỏ rồi, tôi sẽ cho lên trên chốc để tí nữa tôi ướp. Để cho nó có một cái màu tương đối đẹp thì các bạn giã một miếng nghệ. Đấy, các bạn bỏ cái vỏ ra đi. Cái phần này để ta tẩm ướp để cho màu cái miếng thịt vịt trông nó tươi màu mà nó đẹp màu. Đây, tôi đã giã nghệ rất là nhỏ rồi. Tôi làm cái sả nha, các bạn chỉ đập dập xong rồi thái nhỏ là được rồi. Đây là phần ta thái nhỏ, và cái phần này là ta để ta thái nó to hơn một chút. Ta chỉ cần 3 củ sả là đủ. Như vậy là tôi đã làm xong. Bây giờ tôi cái phần ớt ấy thì ta thái về sau, ta sẽ cho vào nha các bạn nhớ nha. Con vịt này để tôi mang ra để tôi sẽ đem thui bằng rơm nhá các bạn ạ, thì nó mới thơm. Đây các bạn ơi, tôi thui chỉ là vàng cái da thôi nhá, để lấy cái thơm của cái khói rơm này này. Đấy, các bạn làm như thế này thì nó rất là thơm. Đây các bạn nhớ nhé, ta cạo sạch cái lớp màu đen nó đi. Nhớ là chúng ta chỉ thui nó vừa phải thôi. Chứ nếu các bạn mà thui cháy quá nó chảy mỡ thì các bạn rửa không sạch được. Đây các bạn ơi, tôi đã thui mà tôi rửa sạch rồi. Bây giờ tôi sẽ cho ra cái thớt này để tôi chặt. Tôi chặt xong để tôi ướp. Mà các bạn hãy nhớ là tôi ướp một tiếng đấy nha. Đấy, đủ một tiếng xong thì tôi mang đi nấu các bạn. Các bạn nhớ là cái phần thui là các bạn biết đây này, đấy, cái phần ở dưới mổ moi đây, nó có cái mỡ này, có mỡ là nó vướng cái giò vào, các bạn bỏ nó đi. Đây là ta lọc nha, các bạn hãy nhớ là ta phải lọc cho nó hợp lý, để xong sau ta chặt theo quân cờ, thì ta làm đúng coi như thế là thịt giả cầy.
Tôi đã chặt xong rồi các bạn ơi, bây giờ tôi đã ướp nhá. Bắt đầu cái thủ tục ướp này thì các bạn, nó cũng rất đơn giản thôi. Các bạn cho một chút muối gia vị. Đấy, muối tinh thì các bạn cho ít thôi nhá. Vì mắm tôm là nó đậm rồi. Đây là mắm tôm. Đấy, các bạn nhớ là vì mắm tôm là mắm tôm cũng là đậm, nếu các bạn mà ướp nhiều là nó sẽ mặn. Đây là mẻ. Mẻ các bạn cũng chỉ cho vừa thôi, không được lạm dụng cho nhiều. Đấy. Đảo đều lên để cho nó có một cái ăn được cái mắm muối nó vào để mình thịt cho nó đều rồi đã. Sau đó tôi mới cho các cái gia vị ướp tẩm ướp vào để cho nó thơm. Trong này nó có nghệ này. Đấy. Đấy, có nghệ. Các bạn nhìn thấy khi ướp có một chút nghệ vào nó đã tươi màu. Bây giờ tôi sẽ cho sả này. Tất cả sả đây mà riềng. Đấy. Bớt lại một chút sả. Đấy, vậy trong này có cả ớt nhá. Cực kỳ là thơm các bạn. Như thế này các bạn ướp. Đấy, trong vòng khoảng độ một tiếng là các bạn đem đun. Làm cái động tác bằng tay. Tôi đã phải nhào bằng tay cho nó hợp lý rồi. Bây giờ cái cuối cùng là tôi cho lốt cái riềng lên trên chốc. Lúc nào đun tới đảo. Đấy, tôi để lên trên chốc thôi. Đấy. Bây giờ tôi để sẵn lên bếp. Là một tiếng sau là tôi sẽ lồi lửa lên là tôi đun. Các bạn ơi, tôi đã ướp được một tiếng rồi. Bây giờ tôi sẽ gióm lửa nhá. Tôi gióm lửa để tôi xào cho săn đã. Lửa đã cháy lên rồi. Các bạn nhớ nhá. Tôi mở vung ra và tôi sẽ đảo dần. Đấy. Đấy. Ướp mà nó đã dính vào nhau rồi này. Đấy. Thời gian là ướp là các bạn nhớ là ăn nhau thời gian ướp. Món này mà các bạn đun bằng củi thì quá hợp lý. Quả là rất là thơm các bạn. Khi tẩm ướp riêng mẻ mắm tôm, các gia vị vào đây rồi rất là thơm. Các bạn ơi, phải xào cái món này kỹ nhá. Các bạn xào kỹ xong các bạn mới cho nước. Nhớ là mà các bạn chế vào nước thì các bạn phải chế bằng cái nước sôi. Chứ các bạn đừng chế nước nguội mà nó tanh. Cái món này ta ăn với bún hoặc là ăn với bánh mì là hợp lắm các bạn. Đây, bây giờ tôi chế nước vào. Đấy, như vậy là tôi sẽ đậy vung. Các bạn nhớ là đậy vung này các bạn đun chỉ vào khoảng độ 15 phút là các bạn sẽ mang ra thưởng thức được rồi. Các bạn ơi, tôi đã đun chín rồi đây. Các bạn bây giờ các bạn hãy nhớ là tôi sẽ múc ra để thưởng thức đây. Đấy, nó xịt xịt mà rất là thơm các bạn. Các bạn nhớ là đừng nên đun kỹ quá. Các bạn mà đun kỹ quá thì nó ra nước. Cái thịt của nó lại không được ngọt thịt nữa. Cho nên chỉ là sền sệt là được rồi. Đấy các bạn, trước khi múc các bạn đảo lên. Đó. Các bạn nhớ là khi ta cho, ta đã xào nó đã gần chín. Cho nên ta cho nước sôi vào thì ta chỉ đun áng chừng trong vòng độ 10 phút đến 15 phút nó cùng. Chà chà, rất là ngon các bạn. Các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món vịt giả cầy đây rồi. Các bạn có thấy không? Phải nói rằng trông rất hấp dẫn. Màu vừa phải mà ta đun nó phải sền sệt các bạn nha. Đấy, như thế này là tôi sẽ mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Trước tiên để thưởng thức cái món này thì tôi phải thưởng thức cái món thịt này trước đã xem nha. Là cái món thịt này hôm nay tôi nấu xem là như thế nào. Tuyệt vời các bạn ạ. Món này thì phải nói rằng rất là ngon. Thơm của sả, thơm của mắm tôm. Ui chà chà, rất là dậy mùi. Rất là thơm ngon.
chà chà, tôi đã ăn thử một miếng mà tôi thấy vô cùng là thú vị. Béo ngậy, gia vị cho vừa phải, rất thơm. Bây giờ tôi sẽ ăn bún cùng với cái món vịt giả cầy này thì phải nói rằng rất là hấp dẫn. Tuyệt hảo là ngon các bạn ạ. Các bạn hãy nhớ dành một chút thời gian, các bạn làm cho gia đình được một cái đĩa to như thế này. Để tùy theo, nếu các bạn gia đình đông người thì các bạn mua con vịt nó sẽ to thêm một chút nữa. Mà lưu ý các bạn là phải mua con vịt nó phải béo, mà nó hơi cứng một chút nha, đừng nên mua vịt non. Nếu các bạn mua vịt non về các bạn mà làm thì đun nó ra hết nước, mà nó không còn nguyên miếng ra như thế này đâu. Các bạn hãy nhớ, đây này còn nguyên miếng, nghĩa là con vịt phải tương đối dày, thời gian có đủ, thời gian mà bì của nó cũng tương đối dày. Thì các bạn làm được một đĩa giả cầy thì phải nói là tuyệt vời, là ngon. Gia đình các bạn sẽ đủ ăn trong vòng 6 người đấy các bạn, 6 đến 7 người là các bạn ăn đủ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn có yêu cầu về làm các cái món gì thì các bạn sẽ cho ý kiến ở dưới phần bình luận. Tôi sẽ làm theo yêu cầu của các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn vui tươi, trẻ khỏe. Xin chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại.